Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phát động đến cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh ủng hộ chương trình bằng cách nhắn tin điện thoại theo cú pháp BC gửi 1409 Mỗi tin nhắn gửi thành công là đóng góp cho chương trình 20.000 đồng. Các cá nhân có thể gửi không giới hạn số lượng tin nhắn cho đến khi kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Chương trình nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức nhằm vận động người dân cả nước ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế. Mục tiêu của chương trình là xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới để phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo.